Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi quay lại cái đường Bác Ái cho bạn xem này. Nó giống bị 1 triệu trời. Đây là đường Bác Ái đây. Đó, đường Bác Ái thì nó sát cái đường Đồng Kết luôn. Đường này thì nó cũng không có gì nhiều các bạn, nó buồn á, đường mầm non tuổi đất. Nhưng mà mình cũng qua để bạn xem để nó có cái gì nha. Đây giống là trường, cái trường gì á, giống trường Hạo các bạn. Đây mấy cơ quan nhà nước nè. À, trường Nguyễn Hữu Huân. Cái trường mà bự ra, trường Nguyễn Hữu Huân này bên trái nè các bạn. Có nhận đèn kỹ bó, có nhận lặng nghe đèn luôn. Ồ, quán cà phê lạ ha. Này là tiệm gì đây, cà phê nữa, có nhiều quán cà phê đẹp ghê á. Có cả hàm này luôn. Nhà hàng Thu Hiền. Rồi sẽ có những cái chỗ rửa xe nữa nè. Tiệm giặt sấy và quán nhậu sâu biển, nhà hàng sâu biển. Dê tươi nữa nè, tiệm này nổi tiếng nè các bạn. À, giá cũng vừa phải thôi. Cho nên người ta ăn đông lắm. Ra thì có những quán cà phê này. Được nay sao nó dẹp rồi. Hay là nhậu lại đường. Đông Lam. Giờ nghĩ chắc khu này chắc cũng mắc lắm á. Khu này là khu biết mà. Quán ăn nguồn suối. Họ đủ quán ăn hết à. Quỳnh Coffee. Thì chứ không biết cái phường mình thọ đây có mấy trăm, có trăm tiệm cà phê với nhậu luôn á. Mình đi đường nào cũng thấy nhậu với cà phê á. Xuống này thì nó bị bó lại nè. Ủa, tiệm gì đây? Nhậu nữa hả? Nó bó lại nha các bạn. Và đây đó. Tới đây là hết đường Bác Ái nha các bạn. Rồi thì mình kết thúc video này nha. Thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ quay thêm nhiều con đường khác nữa cho bạn xem nha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.